Tiêu Viêm nhờ vào ấn ký Dị Hòa nhìn thấy nơi hồn điện giam cầm Dực Lão. Bên trong có rất nhiều lồng giam, Dực Lão bị trói giữa một cái tế đàn. Tiêu Viêm thấy vậy, vội xông lên giải cứu, nhưng còn chưa kịp tiến lại gần thì đã bị ngăn cản, giống như hắn đang đâm vào một bức tường cứng rắn. Lực xung kích đẩy lui linh hồn hắn ra ngoài, chỉ ít hắn cũng biết Dực Lão vẫn còn sống sót, như vậy mọi thứ đều có cơ hội. Tiêu Viêm nhanh chóng ra bên ngoài, Tử Nghiên vẫn còn chưa đột phá xong. Không nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa ở đâu nên hắn vội đi tìm kiếm xung quanh thì nhìn thấy quyển trục Mỹ Đỗ Toa để lại. Biết xài nhân tộc gặp nạn, Tiêu Viêm cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng trước mắt, hắn chưa thể đi tới đó trợ giúp được. Hắn cần phải ở lại bảo vệ cho Tử Nghiên. Vừa vặn lên cấp đấu hoàng, đã đủ tư cách để tu luyện thức thứ hai của đế ấn quyết là phiên hải ấn. Vừa mới tu luyện, vô số đấu khí đã tập trung lại xung quanh người hắn. Đồ án khắc hình khẩu quyết nhanh chóng được hình thành. Chỉ trong lần đầu tiên, Tiêu Viêm đã ngưng tụ ra được chiêu thức. Đồ án hình bàn tay khổng lồ xuất hiện ngay trên đầu. Nếu đánh xuống, e là cả sơn cốc cũng chịu nổi một kích toàn lực. Lại còn có phong ấn của Mỹ Đỗ Toa. Thế là hắn lập tức muốn thử sức. Hắn tung ra một trường lực vào đồ án. Trường ấn phóng ra trực tiếp đánh thủng kết giới. Dư chấn tiếp tục lan ra xung quanh, đánh cho đám ma thú bên cạnh sấp mặt. Không ngờ, uy lực của phiên hải ấn lại lợi hại tới như vậy. Ngay cả phong ấn cường giả đấu tông cũng không chịu được. Đúng vào lúc này, Tử Nghiên cũng có dấu hiệu hoàn thành xong quá trình đột phá. Cái kén bao bọc bên ngoài chậm rãi nứt vỡ. Một luồng sức mạnh khổng lồ phóng thẳng lên trời. Vỏ kén bị nứt ra thành một mảng, bên trong là cô bé Tử Nghiên. Sau khi đột phá, ngoại hình nàng ta cũng thay đổi rõ rệt, trông trưởng thành hơn một chút xíu, nhưng tính cách vẫn y nguyên là trẻ con. Nhưng vừa mới thay đổi được một lúc thì biến cố lại xảy ra. Cơ thể Tử Nghiên đột nhiên trở lại trạng thái như lúc ban đầu. Nguyên nhân là chưa hoàn toàn hóa giải hết sức lực của hóa hình thảo. Cô bé tức giận vì bị Tiêu Viêm cười trêu chọc, định đánh cho hắn một trận, nhưng vì cơ thể lại quá nhỏ bé so với hắn nên không làm gì được. Tiêu Viêm lập tức muốn đi tới xài nhân tộc trợ giúp Mỹ Đỗ Toa, không mất quá nhiều thời gian đã ra khỏi vòng kết giới. Tiếp tục đi thêm một hồi lâu, Tiêu Viêm lập tức dừng lại. Hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cả đường bay tới đây đều cực kỳ yên tĩnh, xung quanh đúng là không có khí tức của ma thú. Trong không khí lại có mùi khác thường. Tiêu Viêm biết mùi này là khí độc, nhưng loại độc có hơi khác, chắc không phải là do Tiểu Y Tiên phóng ra. Ở một tòa thành gần đó, một lão già đang liên tục phóng ra khí độc uy hiếp người trong thành và yêu cầu họ đầu hàng, nếu không tất cả người trong thành sẽ mất mạng. Đám người này chính là song binh đoàn của Tạp Cương. Đoán rằng tên kia chỉ đang chơi trò mèo vần chuột, sẽ không thả chết cho mọi người đâu. So với việc chờ chết, thì bọn họ muốn mở cổng thành để câu thêm chút thời gian. Thế là bọn họ đành phải cho mở cổng thành, bỏ vũ khí đầu hàng. Ông ta thấy vậy, lập tức tán đi khí độc, tưởng là sẽ tha cho những người này. Nhưng không, bắt đầu làm cho khí độc phát tác lên từng người, bọn họ sẽ đón nhận một cái chết từ từ. Tên cường giả đấu vương trong thành tức giận xông lên, nhưng chưa kịp thể hiện tài năng thì đã bị đánh bại. Đúng lúc ông ta phun ra khí độc định tàn sát bọn họ, thì Tiêu Viêm đã xuất hiện giải cứu. Nam chính sử dụng dị hỏa đốt sạch khói độc. Biết cường giả trong đế quốc đã tới, tên kia lập tức quay xe bỏ chạy. Nhưng chạy đâu cho tắt nắng, Tiêu Viêm phóng ra một luồng dị hỏa tiêu diệt ông ta. Sau khi phân phát thuốc giải cho mọi người, hắn mới hỏi thăm Tạp Cương chuyện gì đã xảy ra. Tạp Cương đem mọi chuyện kể lại, tên kia là người của Độc Tông. Bọn họ nhân lúc chiến loạn đã xâm nhập vào trong đế quốc làm sằng làm bậy. Càng nghiêm trọng hơn là Gia Mã đế quốc đang bị Độc Tông liên thủ với Kim Nhạn Tông và Mộ Lằn Cốc quấy rối. Liên quân ba tông đã tập hợp thành cứ điểm Hắc Sơn để chống địch. Tiêu Viêm nghe vậy liền cấp tốc quay về. Trong lúc này, nữ tử tên Nguyệt Mị của Sai Nhân tộc đang bị hai tên cường giả của Kim Nhạn Tông truy đuổi. Vì đang bị trọng thương nên nàng ta chỉ còn cách vừa chạy vừa ngăn cản công kích. Dưới sự hợp lực của hai tên kia, Nguyệt Mị nhanh chóng bị đánh cho rơi xuống đất. Tưởng là mình sẽ phải bỏ mạng này, nhưng Tiêu Viêm lại bằng một cách thần kỳ nào đó xuất hiện giải cứu. Hai tên kia lớn tiếng yêu cầu Tiêu Viêm đừng xen vào chuyện của bọn hắn. Tiêu Viêm ngỏ ý định không hợp tác, bọn chúng lập tức tung chiêu dằn mặt nhưng không làm gì được. Tiêu Viêm chỉ cần bạo phát lực lượng đã hóa giải công kích. Bọn họ chỉ có thực lực đấu vương, sau khi biết người trước mặt là cường giả đấu hoàng thì lập tức quay xe bỏ chạy. Đáng tiếc là không thể chạy thoát. Nguyên Mi hoàn toàn không nhớ mặt Tiêu Viêm, nàng ta vô cùng cảm kích và hỏi thăm danh tính. Sau khi nghe giới thiệu thì mới biết người thanh niên trước mặt lại chính là người mà năm đó từng bị nàng ta truy sát mấy nghìn dặm. Sợ hắn sẽ báo thù chuyện năm xưa, thế là Nguyệt Mị lập tức lo lắng. Hắn lập tức giải thích và nói ra tên của mình. Đến đây thì Nguyệt Mị mới biết hắn là thủ lĩnh của Viêm Minh. Lần này cũng may có Mỹ Đỗ Toa tọa chấn nên Gia Mã đế quốc mới may mắn không bị thất thủ. Vậy nhưng thực lực của tông chủ Độc Tông lại không hề yếu hơn Mỹ Đỗ Toa.
độc công quỷ dị hoàn toàn áp đảo cường giả của Viêm Minh. Tông chủ Kim Nhạn Tông, Nhạn Lạc Thiên cũng có thực lực đấu tông. Mộ Lan Cốc có 3 cường giả đấu hoàng đỉnh phong, tu luyện một bộ công pháp phối hợp chiến đấu, chiến lực cũng có thể so với đấu tông. Mị Đô Toa cùng với Tiểu Y Tiên giao thủ vài lần, hai bên đều có tổn thương. Nhưng phe địch còn có Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc, nên Mị Đô Toa hoàn toàn không dám bế quan dưỡng thương. Bây giờ cứ điểm hết sức nguy hiểm, Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức yêu cầu Nguyệt Mị dẫn đường đến cứ điểm Hắc Sơn để trợ giúp. Bọn họ đi tới đó cũng là lúc tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.